Vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng nay, trong khi đi du lịch ở Phú Quốc, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên đang công tác tại phòng chính trị nhà máy Z195 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã không quản nguy hiểm, dũng cảm cứu người bị đuối nước. Thời điểm này, khi đang trên bờ, thì đồng chí Nhiên nghe tiếng hô cứu của một người đang bị nước cuốn ra xa. Rất nhanh chóng, đồng chí Nhiên cùng anh Quách Thanh Kết, nhân viên cứu hộ bãi biển Phú Quốc và một người khác bơi ra tiếp cận, cứu vớt và đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Tuy nhiên, khi cứu được cháu bé, đồng chí Nhiên đã đuối sức, tim tái người và mất ý thức. Trung tá Nhiên đã được đồng đội đưa vào bệnh viện Dương Đông Phú Quốc để cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi. Hành động dũng cảm cứu người của đồng chí Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên đã khiến người dân hết sức cảm phục. Tấm gương dũng cảm, xả thân vì tính mạng nhân dân của đồng chí Bùi Văn Nhiên tiếp tục làm sáng đẹp phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hết lòng bảo vệ nhân dân. Đảng ủy vùng 2 Hải quân vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Trong 10 năm qua, công tác huấn luyện được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện, có chiều sâu, góp phần nâng cao trình độ và khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. Các đơn vị đã hoàn thành tốt các cuộc diễn tập, huấn luyện hiệp đồng quy mô lớn, lực lượng phương tiện vũ khí hiện đại, đảm bảo an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, thềm lục địa được phân công quản lý. Trong thời gian tới, vùng 2 Hải quân tập trung đột phá trong huấn luyện theo phương châm lấy huấn luyện chiến thuật là trung tâm, kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện ngành là trọng điểm, huấn luyện cán bộ là then chốt, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế và tổ chức có hiệu quả các hội thi hội thao cùng với các đơn vị trong toàn quân chủng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tại phái bộ ABA, đội công binh số 1 của Việt Nam được chỉ huy phái bộ chỉ định đóng quân tại căn cứ Highway cách sở chỉ huy phái bộ 3 km. Chỉ một tuần sau khi thay đổi 2 hội quân tại ABA, toàn đội đã nhanh chóng ổn định căn cứ đóng quân và ngay lập tức bắt tay vào việc triển khai những nhiệm vụ đầu tiên tại phái bộ. Doanh trại Highway là khu vực đóng quân của đơn vị tiểu đoàn bộ binh Ethiopia xây dựng cách đây 10 năm. Phần lớn cơ sở hạ tầng đã xuống cấp trầm trọng. Các hệ thống điện, nước chỉ hoạt động được khoảng 30%. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là phải nhanh chóng cải tạo, sửa chữa, củng cố khu vực đóng quân. Sau khi khảo sát đánh giá tình hình, Ban chỉ huy đội đã xây dựng kế hoạch tổ chức thành các tổ chuyên môn để cải tạo, củng cố, sửa chữa doanh trại, dựng thêm lều bạt và xây mới hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh tập thể, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho toàn đội trú quân. Đơn vị cũng ngay lập tức tổ chức lực lượng kỹ thuật để tiếp nhận hàng hóa và trang bị xe máy đi theo đường biển đã được thông quan và chuyển tới ABA. Bên cạnh đó, đội cũng đã tiếp nhận và triển khai những nhiệm vụ đầu tiên tại phái bộ. Hai đội cứu hộ và sửa chữa đường khẩn cấp được thành lập để bảo đảm giao thông tại các tuyến đường ở phân khu Bắc giáp với Sudan. Đơn vị còn triển khai lực lượng tiếp tục làm trạm xưởng sửa chữa, bảo dưỡng trang bị ô tô xe máy của phái bộ mà đoàn tiền trạm tiếp nhận và triển khai thực hiện ngay khi tới phái bộ vào đầu tháng 5 năm 2022. Hiện nay, công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và dự kiến sẽ bàn giao đưa vào hoạt động trong tháng 6 này.